Con có nghe một đoạn pháp của một vị sư thuyết: nếu một cây bồ đề đã được tôn ký an vị rõ rệt rồi, nếu rễ của cây bồ đề mà đâm vào trong giảng đường thì phải phá cái giảng đường đi chứ không được phá cây bồ đề. Nếu rễ cây bồ đề đâm vào tăng xá phải phá tăng xá đi chứ không được phá cây bồ đề. Có trường hợp mà chặt nhánh cây bồ đề, trường hợp cây bồ đề đó bị thiếu đi chất dinh dưỡng phải chăm bón, chặt cây mà để cho cây bồ đề sum suê tươi tốt hơn. Thưa sư, cho con hỏi, nhà nội có hai cây bồ đề sinh ở đâu con không biết, trồng vài năm rồi, bồ đề trồng ở nhà có được tính là tôn ký an vị không? Nhiều năm nữa nếu quy hoạch đường xá phải chặt bỏ phải làm sao, do nhà nội con trồng trước cửa ngay mặt đường. Trước đây con hay ngắt lá bồ đề đó, có phải đó là hành động bất thiện không, con nên sám hối như thế nào? Rồi, để sư chánh tâm trả lời. Trước khi trả lời cái câu bồ đề này thì cũng làm bổ sung cái câu trước chút xíu. Cái ý ban đầu á, cái đầu tiên của cái Như Lai đó, cái nghĩa Như Lai nó là tôi hành tệ, có nói là cái lời tự xưng đó, để quý vị hiểu rõ hơn thì như vậy. Ví dụ như ông vua, một vị vua, một con hoàng đế, ông tự xưng mình là trẫm, chứ không ai kêu ổng là trẫm nha. Ông không có thưa trẫm, mà thưa thưa đại vương, thưa bệ hạ, tâu bệ hạ. Thì cũng vậy, Đức Phật nhà tự xưng mình là Như Lai. Mình có thấy trong kinh là có lúc nào mà các vị ra khác, các vị ta A-la-hán, ngày sau lợi Phất, ngày Ananda gọi Đức Phật là Như Lai không? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn. Còn ví dụ như cái từ Thiên Nhiên Sư Thiện Thể Thế Gian Giải là đa phần là cũng là tên của Ngài, cũng là học danh của Ngài, nhưng mà đó là cái lời giới thiệu của mình đối với người. Ví dụ như tôi nói, sư hành tệ có biết Thế Tôn, có biết đấng Thiên Nhân Sư nói cái câu kệ này không? Tức là mình nói đi, mình nhắc lên Đức Phật với một người khác, còn trước mặt Đức Phật thì bạch Thế Tôn. Thì cũng vậy, ông trước mặt ông vua đó, trước mặt ông vua thì mình tâu đại vương, tâu bệ hạ, chứ mình không có tâu trẫm. Còn trẫm là cái lời tự xưng của ông vua. Ông vua nói là hôm nay trẫm ra chiếu chỉ, ví dụ vậy. Còn cái vị quan thần A nhắc nhắc ông vua với vị quan thần B thì ông sẽ nói là bài quan tể tướng, ông có biết đại vương hôm nay bị bệnh hay không, ví dụ vậy. Người ta sẽ dùng cái từ đại vương. Thì cũng vậy, Đức Phật ngài dùng cái từ Như Lai để tự xưng mình với người khác. Này các tỳ kheo, Như Lai gì à, bài xe thì giác. Rồi còn á, cái quần vụ cái bộ lệ thì nó hơi mắc cười chút xíu, là nó có cái sự hiểu nhầm về cây bồ đề là như vậy. Trước khi Đức Phật ngài Đức Bồ Tát sẽ ra ngài thành đạo với cội cây đó, thì cái cây đó không phải là cái cây bồ đề. Mà hồi chiều chúng tôi ngồi, chúng tôi tra cái tên Bali của cái cây đó thì tra hoài không ra, quên là lâu quá, nó có một cái tên khác. Khi mà ngài thành đạo xong rồi, cái cây tại cái lúc ngài ngồi đó mới gọi là cây bồ đề. Và làm cách nào để có những cây bồ đề khác là chiết ra từ nhánh, trồng từ thân, hoặc là rễ nó mọc lên, hoặc là chiết nhánh, hoặc là lấy trái trồng từ cái cây bồ đề gốc mà lúc ngài thành đạo ngài ngồi đó mới được gọi là những cây bồ đề khác. Chẳng hạn trường hợp ngài Mục Kiền Liên, ngài bứng cái nhánh cây, ngài lấy cái hạt, ngài dùng thần thông, ngài bay qua Tích Lan, ngài trồng do cái thần lực của Đức Phật gì đó mà cây bồ đề bên Tích Lan đó nó mọc lên lớn, to lớn luôn. Thì đây mới gọi là cây bồ đề. Qua trường hợp ngài Na Ná Ná, ngài chiết cái nhánh của cây bồ đề ở tại bồ đề đạo tràng, ngài đem ngài cho Việt Nam mình, thì cái cây đó nó mới gọi là cây bồ đề. Còn những cái dòng giống dòng họ bà con xa, bà con gần không phải bồ đề, cho dù cái hình dáng nó giống cây bồ đề. Đơn giản giờ thí dụ đời vị lai nào đó, có một vị Bồ Tát kiếp chót ngồi ở cây mít, ở một cái gừng mít đắc đà quả la hán, thì cây mít đó là cây bồ đề. Cây mít mà ngạt ngay tại chỗ ngài ngồi là gọi là cây bồ đề. Những cây mít khác không phải cây bồ đề. Những cây mít nào trồng từ hạt ra, từ thân ra, từ cành của cái cây bồ đề gốc đó mới gọi là cây bồ đề. Như vậy cái chuyện mình ở đây mình trồng cây bồ đề là nó rất là nhiều họ, giống như mình thấy một cái cây mít, nó có mít Mã Lai, mít Indo, với Singapore, thì người mít ta, mít tùm lum, ổi thì ổi Xá Lị, mình thấy ổi
ổi trên ổi tùm lum ổi đó, thì cũng vậy, gạo mình cũng thấy nhiều loại gạo, nhiều loại lúa, rất là nhiều cây bồ đề và các họ của nó. Thì những cái cây mà mình cho rằng là bồ đề, nó thực chất nó không phải bồ đề, cho nên mình ngắt, mình hái bước tự do đi. Còn những nào mà mình lên, tôi nhớ ông làm là ngày nó ra tặng cho chùa, tặng cho thiền viện viên không thì phải. Thì nào mình lên mình phá hoại cây bồ đề ở trên điện viên không á, tức là được chiết từ nhánh của cây bồ đề gốc thì mình mới có tội, tại vì phá hoại cây bồ đề nha. Còn mấy cây kia mình chặt, mình ngắt, mình bứt giống như cây thường, tại vì đơn giản là nó là dòng họ, nhưng tôi nó không phải là từ cái gốc, cho nên đó là cái sự hiểu lầm mà mình tưởng thật ra là cái bồ đề trong chùa mình vô thực mình làm cho ngơi mình, thật ra là nó không phải bồ đề, nên mình nó có sự hiểu lầm ở đây một chút. Còn cái tên thì quên này, tên cái đó quên, mời sư tệ. Sư không biết là cái vị sư này đó mà nói với quý vị là quý vị có nhớ chính xác hay không, chứ còn mà theo như sư nhớ, hình như là theo trong luật thì phải đó, thì tức là trong trường hợp mà cây bồ đề xâm phạm vào tăng xá thì được phép chặt cây nhánh xâm phạm đó. Thì cái mà sư học nó nghịch với cái quý vị hỏi, cho nên là sư phải hỏi lại là vị đó rốt cuộc là nhớ ở đâu. Chứ còn mà theo như sư học á, là khi mà cây bồ đề đó, đúng là cây bồ đề chứ không phải là cái cây ở chỗ khác, đúng là cây bồ đề xâm phạm vào tăng xá hoặc xâm phạm vào chánh điện thì có thể cắt tỉa cái nhánh. Rồi không biết sư Tuệ Tường có cô có bổ sung gì không? Hai Đức trả lời rất là đầy đủ câu hỏi này, xin xin Đức qua.